vamos lại chúng ta đến với Tiri Một game về tàu hỏa. Chúng ta xây dựng những chuyến tàu với những rất nhiều cái món đồ họa. Và đây là một game đồ họa khá là giống Mario hồi xưa. Đây đồ họa rất là đẹp. Rồi, mình chơi thử xem nó như nào. Xem gameplay nó rồi là các kiểu của nó xem nó có cái gì. Thế game này cũng khá là nhiều cộng đồng game thủ vô chuộng, hơn 1 triệu lượt tải xuống. Game này thì không phải là game mới đâu. Rồi. Nhà khét nhờ. Ok. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Rồi, đây là tàu của chúng ta đây. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Chạy đi. Sắp dừng rồi. Phanh. Rồi, hãy dừng một nhà ga nữa. Nhà ga này, nhà ga gì đây? NVNG Network, ta làm đó như thế nào Network. Rồi. Sửa tàu à? Update, update, update. Rồi, tăng tốc rồi. Muốn nhanh thì mình trả ngọc. Rồi, có 5 ngọc nào đây ấy. Rồi. Lại đi tiếp. Chưa hiểu chơi cái gì cả. Cả lòng biệt, kìa nhé. Mình chạy nhanh ấy. Nâng cấp mà nó chạy phải. Tàu cũng chạy như xe buýt. Thôi lại dừng một ga nữa. Ga này là Paramus. Rồi, nó mất chúng ta bấm xăng rồi. Rồi, một cái dấu để lệnh chạy à? Như ca á. Ok. Bàn. Ok. Nghe nhớ mình nghe tiếng nhất. Rồi, mua thêm toa mới. Ok. Như vậy chúng ta có thêm một cái toa nữa. Hai cái toa. Rồi, tiếp tục khởi hành thôi. Đi đâu đây? Sẽ lừa ra ai đi đấy nhỉ? Tiền này. Ăn nó toa ra tiền không ạ? Làm cái gì chứ? Rồi, ăn ra cái này ra tiền. Ui, xong nhiệm vụ rồi. Như vậy một vùng đất mới là vừa mở unlock. Logbook, rồi nó chuyển nhật ký hành trình. Rồi nó bắt chúng ta làm gì đây? Bây giờ sẽ đi đến thành phố nữa bằng cái map này. Rồi đây. Thì nhà hết đâu đi nữa. Rồi. Mình ra tiền này. Bỏ tiền nữa là mua các cái item của nó này. Đi ngồi trên toa. Ở trên toa nó đấu nhỉ? Nó dậy quên con mẹ rồi. Đứng ra rồi này.
Thì đó thì vậy. Em cho em nói gì đó nhỉ? Ok. Lắc qua thôi đây nhỉ. Có lót được sao? Lấy gì vậy? Nó là khi cố tặng hàng hóa đấy. Lái tàu lắm, vụ nấu kia rồi. Tưởng mỗi lái tàu thôi. Rồi, lại hòn đá. Lái tàu kia của phá đá. Rồi. Ok. Reset. Xin mình lại đi chạy à. Rồi. Tàu đi. Đây là một đầu tàu khác. Tại gì? Tiền vé. Rồi có ba khách. Đúng rồi, đúng Vậy
Rồi. Thì nó chạy thôi, phải làm gì không? À, sao bây giờ về đi anh? Rồi còn sắp rồi. Ôi dồi ôi, còn 69 km nữa cơ. Vâng, 32-29 km là chúng ta về Hà Nội. À quên, về Info Vider Ria. Anh thường ngủ vậy. Về nơi rồi, về nơi rồi. Thành phố tiếp theo 130 km nữa cơ, còn xa lắm. Chạy đêm rồi này, bắt đầu chạy đêm rồi đấy, đúng không? Rồi cái trang nó làm cười cho cháu Nhi uống nào. Cháu Nhi xấu rồi anh ơi, ôi trời ơi, ơi. Lên xì rồi. Hết bật đèn rồi đi. Đúng cây rồi. Đâu vậy? Đúng cây nó về ra rồi. Thành phố rồi, còn 2 cây nữa. Như vậy đến Boston. Quick whip nó trèo lên. Đi ra đi ra. Không đủ tiền. Nên không đủ tiền. Con sát tiếp cái tiền đây. Còn 8 km nữa. Từ km nữa. Chính chủ lái tàu ngủ ra.
Đủ mấy cái buồn ngủ vậy đấy. Chưa đến nơi. Lâu vậy. Rồi chúng ta về đến ga rồi. Và có một đồng tiền. À xem cái phí trả bao nhiêu tiền. Trời ơi, tiền lắm. Bốn trăm tiền đấy. Lấy những chân sách ngồi trên tàu. Ủa dồi ôi, chẳng 24 cây vậy. Xa quá ai đấy. Chưa mua được, ông này ông gì đây, ông này bán vé này, ông này thì là chơi lấy tàu, ông cha chơi lấy tàu, đấy là máy đốt tiền. Năm cây nữa. Chúng ta có thể sửa đổi camera ở đây. Chúng ta sắp về được ga rồi. 8 cây thôi, 3 cây. Rồi, sắp về được ga rồi. Rồi, xem được bao nhiêu tiền. Không đủ 500 à. Ok, vừa xem quảng cái quảng cáo cái được 1.000 luôn. 1.000 là mình sẽ có tiền để nâng cấp tàu rồi. Để nâng cấp tàu ra. Nghèo quá. Để bắt buộc đi cây quảng cáo xem một chút quảng cáo để kiếm một chút tiền. Rồi vào market nào xem nào. Nâng cấp tàu ấm chạy nhanh với phé. Chạy chóng các bạn luôn đấy. Rồi xem hình khách trên tàu là có 8 người. Hai ông Abu Bakar Win Fly. Thank you.
Năm rồi. Thu có tiền rồi. Chọn 25 cây nữa. Ôi dồi ôi, từ đây về Thanh Hóa. Ờ, cha này ga cuối, đến ga này nghỉ cứ chờ cho mày lắm rồi. Rồi, chúng ta đang hơi vậy. Đúng rồi, có cái ga cuối ở Metropolis, à, Montpellier như là Pháp vậy. Bầu trời thì hôm nay không có sao và cũng không có trăng. Lâu quá. Đi 8 phút của cuộc hành trình dài nha. Năm mươi cây nữa. Số ngã tàu giảm giá mua độ skin rồi, chúng ta về ga rồi, sắp được nghỉ rồi. Còn 2 km về đến ga. Đến Montpellier rồi. Có 200 tiền vậy, ít vậy. Thôi ok, và chúng ta sẽ dừng cái review game Tiny Red ở đây. Ok, xin chào lại trong các review các game tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.